Các bạn thân mến, tôi đang có mặt tại sân vận động Binan, nơi mà cách với khách sạn của đội tuyển U22 Việt Nam ở khoảng chừng 30 km. Đây là khu vực bên ngoài sân vận động. Các bạn có thể nhìn thấy là đằng sau lưng tôi là một cái màu xanh của những cái cột được trang trí bên ngoài sân vận động. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem bên ngoài sân vận động có gì. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy là lúc này thì sân vận động đang sửa chữa để trước khi bước vào một cách hoàn thiện. Thì ở ngay đây là khu vực cổng chính, thì sẽ có một khu vực mix zone và khu vực dành cho những cái khán đài VIP, cho những cái người của khách VIP. Thì các bạn hãy đi vào đây một chút để các bạn nhìn thấy mix zone ạ. Ở khu vực góc bên này chính là khu vực mix zone mà tôi nghĩ rằng có lẽ là các vận động viên, các cầu thủ sẽ trả lời phỏng vấn ở đó. Bên ngoài được thiết kế các phòng vệ sinh là ở ngay khu vực bên ngoài chứ không phải bên trong giống như nhiều sân vận động. Và thực sự thì lúc này chúng tôi đang rất cố gắng để được đi vào bên trong để tác nghiệp. Tuy nhiên, trước những chiếc thẻ SEA Games đối với những phóng viên video là vẫn chưa có. Chính vì thế mà không gian tác nghiệp thì rất là hạn chế. Nhưng chúng tôi vẫn được phép đứng ở bên ngoài đây để truyền tải cho các bạn những thông tin, những hình ảnh. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta với một quãng đường khoảng 30 km vẫn có thể đến đây một cách đúng giờ, thoải mái để thực hiện các buổi tập hay là những trận thi đấu. Các bạn thân mến, tôi đang bước trên một con đường mà ở ngay bên ngoài sân vận động. Xin được giới thiệu với các bạn là sân vận động Binan có sức chứa khoảng hơn 2.000 chỗ ngồi, một sức chứa khá khiêm tốn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là loại cỏ nhân tạo mà sân vận động Binan được sử dụng ở đây chính là một loại cỏ được nhập từ Ý. Và bên cạnh đó thì đặc biệt là sân vận động này chỉ có một mái che mà thôi. Một mái che dành cho những khách ở khu vực khán đài A. Trong con khu vực khán đài đối diện, các bạn có thể quan sát ở phía đằng xa thì cũng không được có mái che. Và tuy nhiên điều đó thì cũng không thành một vấn đề. Mình nghĩ là các cầu động viên đến đây thì họ trải nghiệm trận đấu với nhiều phong cách khác nhau, kể cả mưa, kể cả nắng đều rất ok. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài sân vận động các có mái che rất là to đúng không ạ? Các bạn nhìn đi ạ. Các bạn thân mến, tôi đang có mặt ở khu vực bên ngoài sân vận động Binan, nơi diễn ra trận đấu vô cùng quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam. Đó chính là trận đấu gặp U22 Brunei, trận đấu khai mạc của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Và hơn nữa, đó là một trận đấu rất quan trọng ở vòng bảng. Và đó là trận đấu gặp U22 Thái Lan, được coi là một trận chung kết sớm của giải đấu. Ngay đằng sau lưng tôi đó là khu vực quầy vé các bạn ạ. Khu vực mà các cổ động viên sẽ đến đây để có những cái trao đổi về vé trước khi được bước vào sân. Lối vào của sân vận động thì sẽ có hai lối vào. Một lối vào dành cho những cầu thủ, những khán đài, những người ở khán đài VIP. Và lối vào bên này, các bạn ạ, lối vào bên này là những người ở khu vực khán đài B, khán đài đối diện. Bây giờ các bạn hãy cùng đi theo tôi. Các bạn có thể nhìn thấy qua không khí ở SEA Games ở đây thực sự là đã hơn một chút rồi. Khác hẳn so với thủ đô Manila. Thì ở đây khu vực này là khu vực những chiếc xe cứu hỏa các bạn ạ, những chiếc xe cứu hỏa. Đấy, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cho SEA Games. Xa xa kia là một khu vực để check in trước khi các cổ động viên hay là những phóng viên để vào sân Binan. Một tấm bảng rất là dễ nhận ra dành cho bóng đá các bạn ạ, dành cho bóng đá. Và bây giờ chúng ta cùng di chuyển qua một chút cạnh khu vực của những chiếc xe cứu hỏa, thì đó là khu vực quản lý của nhân viên an ninh. Họ rất sẵn sàng cho SEA Games. Họ ngồi ở đây, họ chờ đợi có thể là không khí SEA Games đến, hay là những ai đến hỏi thăm về SEA Games để họ có thể trợ giúp. Bên cạnh đó, ở khu vực bên này thật sự là một cảm giác rất khác so với thủ đô Manila, bởi ở đây không có quá nhiều dân cư, nhà khá thấp và có những cây dừa khiến cho tôi có cảm giác là mình đang ở rất gần biển. Bên cạnh đó là một trung tâm trao đổi và thông tin. Và ở đây có một dòng chữ rất đáng yêu: I love Binan, tôi yêu Binan. Có lẽ là người dân ở đây đang thực sự yêu thành phố của mình, yêu nơi mà họ đang có mặt. Và hy vọng những người dân ở đây sẽ đồng hành cùng tất cả những giải đấu SEA Games 30 để có một cái giải đấu thật sự là nhiều không khí, nhiều sôi động. Tết Trần, phóng viên của Next Sport, tác nghiệp tại Philippines. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.